Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Hoảng Bì của em nhé. Các bác ơi, hôm nay là ngày 29 tháng 4 các bác. Sắp đến ngày nghỉ lễ rồi, chúc các bác một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ các bác nhé. Thì hôm nay em lên cho các bác vài mã họa mi các bác, mộc các bác nhé, để các bác lựa chọn. Mở màn đầu tiên là em mang mã số 3292, một em họa mi rất là đẹp các bác nhé. Đây, đầu mặt đẹp nha các bác nhé, chân giờ rừng. Con này thì đuôi nó đã mọc rồi nhá, đuôi đã mọc rồi. Con này em giao lưu với các bác là 1.400.000 luôn nhá, 1.400.000, đuôi đang ra, chim già rừng, đẹp các bác nhá. Đây, lông lá ok các bác nhá. Con này thì nó mỗi cái mất đuôi thôi, còn tất cả mọi cái của nó đều là ok hết. Chân cành đào mỏ cũng vàng các bác. Đó, anh em xem mà bộ kết thì alo cho em nhá, 1.400.000, mang mã số là 3292. Đấy các bác, 3292 các bác nhá. Mời anh em ngắm em nó nha, chim già rừng, chân tay móng mỏ đầy đủ không thiếu gì cả, mỗi cái mất đuôi không, nhưng mà không ảnh hưởng gì quá đâu các bạn, vì là cái mất đuôi này thì anh em nuôi cái con chim này nó khoảng tầm hơn tháng là anh em có bộ lông đuôi mới rồi, đẹp. Anh em nhá, chim rất là ok luôn, họa nét đầu mặt đẹp, mắt xanh. Và rất là tuyệt vời luôn, anh em nào kết thì liên hệ cho em nhé. Con chim rất là tĩnh chim, móng mèo đẹp. Rồi, em sẽ dừng em mã số là 3292 và chuyển sang mã 3293 để cho anh em lựa chọn các bác nhá. Rồi các bác nhá, bên đây là em họa mi mang mã số là 3293 các bác nhá. Em này là một em họa mi đuôi xòe các bác nhá, đuôi xòe bóng bụng rất là đẹp luôn, chân cành đào. Đấy, các bác nhìn mỏ vàng này, rất là đẹp quá. Đó, mỏ vàng nhá, đấy, đuôi xòe rồi các bác. Đấy, dáng thì em này dáng vũ trường các bác, họa đẹp nét các bác nhá. Con này thì em giao lưu với các bác là 1.800.000 các bác nhá, 1.800.000 cho em họa mi mang mã số là 3293 các bác nhá, để anh em lựa chọn anh em nhé. Chim rất là đẹp quá nhé, con này mỏ, móng mỏ đầy đủ, đuôi xòe to đẹp này. Đấy, anh em thấy đuôi xòe to chưa, em sẽ mở nó hé sáng ở ngoài này ra cho nó đỡ nhảy lên trên quá. Đó, thấy chưa các bác, thấy không, chỉ cần hiểu về con họa mi một tí thôi là biết kiểu nó ngay các bạn, nó sẽ không phi lên trên nữa. Rất là đẹp quá nhá. Hôm nay ngày nghỉ lễ thì lên đây các bác những cái máu họa mi đẹp và giá thành rất là hợp lý nhá. Như con này thì 1.800.000 quá hợp lý rồi cho anh em rồi. Con này họa đẹp này, chân mỏ đầy đủ hết quá nhá, không thiếu gì cả. Đó, được cái bản đuôi xòe nhá các bác nhá, bản đuôi xòe. Anh em về gột thì chấm hết luôn các bạn. Chấm hết luôn ạ. Đó, ui giời, bản đuôi xòe to đẹp. Giá rất là hợp lý để cho anh em mà mình sở hữu được các bạn. Đấy. Rồi các bác nhá, em xin phép là dừng em họa mi mang mã số là 3293 và chuyển sang em họa mi mang mã số là 3294 các bác nhá. Rồi các bác ơi, tiếp theo em sẽ lên cho các bác em mã số là 3294 các bác nhá. Em này một em họa mi bộ to các bác nhá, chim già rừng, đầu mặt đẹp, mắt méo các bác nhá. Này, anh em nhìn nhá, chim rất là ok luôn, mỏ vàng các bác, mỏ vàng, chân con này như chân vàng thế nào các bạn, rất là đẹp quá, chim này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Bản đuôi rất là to đẹp quá này. Con này chắc chắn là lá bả hoặc đuôi xòe các bác nhá, anh em yên tâm. Con này bộ khung rất là to luôn. À, chim rất là đẹp, mắt xanh. Nó chim buổi em đuổi này, mùa hè này nó chỉ hơi một tí là nó đã mệt rồi. Chim con này đầu rất là đẹp luôn, bóng bộ ok, dáng vũ trường anh em nhé. Chim quá là đẹp luôn, để cho anh em sưu tầm có nhé. Đó,
À, con này thì em giao lưu với các bác là 1.800.000 thôi nhá. 1.800.000 em họ mi đẹp này các bác nhá. Con này thì quá xứng đáng với giá tiền mà anh em ấy rồi, bạn em đưa ra rồi các bạn. Em nhìn đầu mặt này, đẹp chưa? Các bác nhá. Đấy, rất là đẹp con chim này, họa nét to đẹp ạ. Bản lông to các bác nhá. Đẹp thôi rồi luôn. Đấy, và con này được mang mã số là 3294 với giá là 1.800.000. Anh em xem cân đối nhá, chân xoăn tít này các bạn này, nhìn chân này, ống đồng này. Già nhăn nheo, chim rất là già dần các bạn. Em dừng mã ba số 3294 nhá các bác nhá. Tiếp theo các bác nhá, em lên đây các bác, em họ Mi mang mã số là 3295 các bác nhá. Đấy, em họ Mi mang mã số là 3295. Em này là một em họ Mi cũng là dáng ngũ trường các bác nhá. Người dài đòn, con này rất là cao cầu luôn. Nói chung là chim lô này thì mỏ, chân, tay đều là rất là sáng màu các bác nhá. Nó vẫn đang tìm đường ra, đuôi lá vả to. À, con này thì em giao lưu với các bác là 1.700.000 các bác nhá. Em mã số mang mã số là 3295 với giá là 1.700.000 các bạn. Đó. Anh em thấy ok không? Một triệu 700.000 các bác nhá. Chim đẹp, bóng bộ ok, các bác nhá, không tật lỗi ạ. Đã ra giọng rồi các bác nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Đầu mặt đây. Chân tay móng mỏ ok hết quá nhá. Đó. Đẹp quá, đẹp. Con này quả đầu rất là to luôn quá nhá, đầu. Đầu táo quá. Rất là to luôn. Đó. Mổ lông cùng cổ. Đây là em mã số mang ba số là 3295. À, có giá là 1.700.000 anh em nhá. Anh em nào bổ kết thì alo cho em. Em xin phép và dừng em mã số là 3295. Và chuyển sang mã số là 3296 các bác nhá. Rồi các bác ơi, tiếp theo em lên thì bắt một em họa mi bộ to quá nhá, đuôi xòe quá, em này thì bộ to luôn quá, đuôi xòe nhá, anh em nào có thời gian thì lấy con này về chăm sóc thì quá là ok luôn các bạn, đấy, đuôi xòe rất là to rồi các bạn, đấy, em mở cái này ra cho nó thông thoáng một tí. Đuôi xòe đẹp quá nhá, anh em nào bộ kết thì alo cho em, con này thì đấy, các bác nhìn rất là ok các bác nhá. Đáng dấp rất là ok luôn các bạn. Bộ to lắm các bạn. Đấy, con này thì em giao lưu với anh em là giá là 1.900.000 các bác nhá. 1.900.000 một em họ Mi bộ to đuôi xòe đẹp các bác nhá. Bóng bộ rất là ok luôn. Anh em bộ kết thì alo em thôi, đúng không ạ? Dáng ngũ trường rồi. Mỏ vàng đẹp quá nhá. Con này đầu lông mỏng. Đấy. Cực kỳ là ok luôn. Đầu con này rất là khiếp quá nhá. Đáng gấp ok các bác nhá. À, anh em nào bổ kết thì alo cho em nhé. Rồi, đây là em họ Mi mang mã số là 3296 các bác nhá. 396 và em sẽ tiếp tục lên một em nữa là 3297 em sẽ kết thúc clip các bác nhá. Rồi, đây.
tắt clip 3296 và lên 3297 các bác nhá. Rồi các bác nhá, tiếp theo lên các bác của em họ Mi mang mã số 397. Em này cực kỳ già rừng luôn các bác. Chim bị gãy mất ít lông đuôi các bác nhá, nó nhảy. Đầu mặt thì hơi xước xát một chút các bác. Em này thì nói chung là anh em mà thuần được em này thì mới là ok này các bác này. Nhưng mà các bác nếu mà thuần theo cách của em ấy thì cũng rất là nhanh thôi các bác. Rất là nhanh để có một chú chim thuần để chơi thôi. Đó các bác nhá. Thì em này em mang mã số là 3297. Em này giao lưu với các bác là 1.400.000 các bác nhá. 1.400.000 cho anh em nào thích thuần quá những chú chim này các bác ạ. Rất rất là ok luôn anh em nhé. Chim bóng bộ đầu mặt đẹp các bác nhá. Mỗi cái là nó hơi nhẹ một chút thôi. Con này thì khả năng em sẽ đưa vào hộp, nếu mà bác không lấy thì đưa vào hộp để em thuần. Nhưng con chim này em thuần thì nó rất là nhanh thôi, không có gì cả. Chim rất là đẹp con chim này, con chim đáng chơi này con này. Chim này là con chim đáng chơi con nhá. Anh em nào bổ kết thì alo cho em. Rồi là 0974648999 nhé các bác nhá. Hôm nay thì em lên đến khoảng 6 mã. Từ 3292 đến 3297. Đúng không? Đấy, anh em bổ kết con nào thì alo cho em nhé. Cái đầu mặt rất là ghê luôn các bạn. Rồi em cũng xin phép là kết thúc video ở đây thôi nhá. Bác nào muốn bổ kết con nào thì cứ alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhá. Em gọi cám chim nữa. Xin chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Bye bye tất cả mọi người nhá.